bố thí. Ý nghĩa của bố thí rất rộng. Bố thí dạy chúng ta buông bỏ. Buông bỏ chính là bố thí. Bố thí là xả. Buông bỏ cái gì? Chúng ta có phiền não. Tại sao bạn không đem phiền não buông bỏ? Bạn có ngu si, bạn phải đem ngu si buông bỏ. Bạn có ác nghiệp, bạn phải đem ác nghiệp buông bỏ. Bạn có sanh tử, bạn phải đem sanh tử buông bỏ. Thảy đều bố thí hết. Phàm phu nói: được, tôi mọi thứ đều buông bỏ, nhưng thân thể không thể buông, vì vẫn là phiền não. Thân thể không thể buông, thân thể thì có đắc thọ. Cái thân này là gì? Thân nghiệp báo. Phải đem thân thể cũng buông bỏ. Sau khi buông bỏ thân thể, cái thân thể này liền biến thành thân tự tại. Vậy thì an vui. Đem cái thân nghiệp báo của bạn buông bỏ, lắc mình một cái liền biến thành thân tự tại. Tương lai ở trong Hoa Nghiêm, chúng ta sẽ nói đến 10 loại thân. Phật có, chính chúng ta cũng có. Chính là bởi vì không buông bỏ được cái thân nghiệp báo này. Trí thân, pháp thân, bồ đề thân, ý sanh thân của chúng ta thì đều không thể xuất hiện. Bạn nói xem đáng tiếc không? Quả nhiên có thể đem cái thân nghiệp báo này xả đi. 10 cái thân trên quả địa Như Lai, chúng ta cũng thấp thoáng mờ ảo xuất hiện. Đó mới là hạnh phúc chân thật, mỹ mãn chân thật. Đó là nói bố thí với bạn. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều không chấp trước, bạn đều buông bỏ. Có thể dùng, có thể thọ dụng, không thể chấp trước. Nhất quyết không nên chiếm làm của riêng, vậy thì hỏng rồi. Chiếm làm của riêng liền biến thành nghiệp chướng, thì bạn đang tạo nghiệp. Nghiệp quyết định chướng đạo, quyết định chướng tánh. Người thông minh biết được cái thân này đều không phải chính mình, huống hồ vật ở ngoài thân. Bồ Tát trên Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát nói: ta nói ta, ta không chấp trước ta, ta cũng không chấp trước cái của ta. Vậy thì đúng. Nói ta là gì? Biểu đạt ý kiến, một loại phương tiện câu thông với chúng sanh, phương tiện khéo léo, ngôn ngữ câu thông. Mi mắt có thể truyền đạt ý, đó đều là thuộc về câu thông. Cho nên bạn có thể dùng, bạn không thể chấp trước. Vừa chấp trước liền biến thành tạo nghiệp. Không chấp trước, không có phân biệt, là công đức. Phương tiện thiện xảo. Xảo là bạn vận dụng được rất tự tại. Thiện là bạn không dính mắc. Biết được tất cả pháp như mộng huyễn, bào ảnh.
biết được tất cả pháp không sở hữu, tất cả pháp không thể có được. Trên Kinh Đại Bát Nhã, bất khả đắc vô sở hữu, sáu cái chữ này đã nói mấy trăm lần. Làm cho người đọc có ấn tượng rất sâu. Đó đều là Thế Tôn phương tiện khéo léo để nói pháp. Cho nên chúng ta phải hiểu được chân đế của bố thí. Phải nên biết bố thí làm thế nào học tập ngay trong cuộc sống thường ngày.